Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức mỗi ngày nhé. Xuất hiện trước mắt khán giả và fan hâm mộ lung linh là thế, nhưng ít ai biết rằng những sao hoa ngữ này lại có những thói quen ở bẩn, thậm chí còn bẩn hơn cả người bình thường. Thứ nhất, Angelababy 5 ngày không gội đầu. Angelababy là một trong những nàng tiểu hoa đán xinh đẹp và nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô hút hồn mọi người bằng vẻ đẹp ngọt ngào và nét kiêu kỳ của mình. Tuy nhiên, Angelababy từng khiến mọi người choáng váng khi tiết lộ việc cô không thích gội đầu, thậm chí 4 đến 5 ngày không gội đầu là chuyện bình thường. Có lần nàng tiểu hoa đán đã hài hước chia sẻ rằng: "Huỳnh Hiểu Minh đã quá quen với việc này rồi, tôi nghĩ anh ấy bị tắc mũi đấy." Huỳnh Hiểu Minh cũng nhiều lần tố cáo bà xã của mình là người không ngăn nắp, gọn gàng. Angelababy cũng cực kỳ yêu thích những đôi dép lê và lười trang điểm mỗi lần ra ngoài mua đồ. Thứ hai, Phạm Băng Băng không thích rửa mặt gội đầu. Được mệnh danh là nữ hoàng thị phi của Trung Quốc, thế nhưng Phạm Băng Băng cũng phải chịu chung số phận với Angelababy khi bị bạn trai Lý Thần tố cáo tội ở bẩn trên sóng truyền hình. Lý Thần tiết lộ rằng, khi không có việc phải ra ngoài, Phạm Băng Băng thường xuyên không gội đầu và rửa mặt. Kỷ lục của cô ấy là 3 ngày không sờ vào tóc và 3 ngày không rửa mặt. Thậm chí Lý Thần còn tiết lộ thêm rằng, nếu không phải tham gia các sự kiện thì Phạm Băng Băng còn ăn mặc cực kỳ lôi thôi. Những tiết lộ của Lý Thần khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên. Ai mà ngờ được rằng phía sau một đại mỹ nhân xinh đẹp kiêu kỳ lại là một bà hoàng lười nhác như vậy cơ chứ. Thứ ba, Từ Hy Đệ không thích tắm. Nàng MC xinh đẹp Từ Hy Đệ từng khiến khán giả phải ngỡ ngàng khi tiết lộ cô không thích tắm, thậm chí có thời điểm nửa tháng cô mới tắm một lần. Thói quen bá đạo này của em gái Từ Hy Viên xuất phát từ việc cô cho rằng mồ hôi và mỡ tiết ra từ cơ thể rất tốt cho da. Cô cũng không muốn vì sử dụng xà phòng tắm quá nhiều mà làm hỏng da. Rất may mắn là sau khi lập gia đình, nàng MC này đã từ bỏ thói quen ở bẩn của mình. Thứ tư, Ngô Hân lười giặt quần áo và biến quần áo thành rẻ lau. Lý Gia Duy và Tạ Na từng bóc mẽ tính ở bẩn của cô bạn đồng nghiệp. Khi đến nhà Ngô Hân chơi, cả hai đã hết hồn khi thấy quần áo bay bừa khắp nhà, thậm chí còn không có cả chỗ để đặt chân. Tạ Na còn cho biết điều sốc hơn nữa đó là vì ngâm quần áo quá lâu mà không chịu giặt, nên rất nhiều quần áo của Ngô Hân đều bị cô đem ra làm rẻ lau. Thứ năm, Ngô Tôn không thích tắm. Chàng ca sĩ diễn viên Ngô Tôn cũng từng có thời gian là thánh ở bẩn khi lười tắm. Ở thời điểm còn là thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải, Ngô Tôn từng bị anh em trong nhóm kể tội ở bẩn và cũng Từ Hy Đệ. Và cũng như Từ Hy Đệ, phải đến sau khi kết hôn, Ngô Tôn mới dần bỏ được cái tật xấu này. Thứ sáu, Tạ Đình Phong không thích gội đầu. Tạ Đình Phong từng bị chính em gái của mình tố cáo tội ở bẩn, cô cho biết luôn muốn tránh xa Tạ Đình Phong vì anh trai ở quá bẩn. Quản lý của Tạ Đình Phong cũng thừa nhận rằng anh chàng có thói quen cực kỳ lười gội đầu, phải cho đến khi nào ngứa quá không chịu được thì anh mới đi gội. Thứ bảy, Phan Vĩ Bá không bao giờ giặt quần. Khác với những ngôi sao kia, Phan Vĩ Bá là người rất chăm chỉ gội đầu và tắm rửa, thế nhưng anh chàng có một thói quen đó là mặc đi mặc lại một chiếc quần mà không chịu giặt. Anh chàng chia sẻ rằng trong tủ đồ của mình có đến hơn 40 chiếc quần jean khác nhau, thế nhưng anh chàng thường xuyên mặc đi mặc lại chúng mà không bao giờ giặt. Lý do được anh chàng đưa ra là sợ quần bị phai màu. Thói quen ở bẩn của những sao hoa ngữ đình đám này khiến không ít người phải ngạc nhiên. Ai mà ngờ được thần tượng của mình bình thường xinh đẹp sang trọng như vậy lại là thánh lười ở nhà cơ chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.